Sau 60 ngày đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia, người dân, nhất là về nội dung bổ sung giấy phép lái xe A0 cho người trên 16 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi có quy định việc cấp giấy phép lái xe hạng A0 cho người lái xe gắn máy, kể cả xe máy điện, có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối và có công suất hoạt động không vượt quá 4 kW thì đã có nhiều ý kiến trái chiều. Và nếu như dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được thông qua thì tức là ngoài việc phải học và hoàn thành các bài thi, bài kiểm tra trên lớp, các em học sinh còn phải hoàn thành một loại giấy tờ khác, đó là giấy phép lái xe. Chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến của người dân xung quanh vấn đề này. Theo ý kiến riêng của tôi ấy, thì đối với lại nhà nước mà ra bộ luật như vậy thì tôi rất hoàn toàn đồng ý. Vì để cho các cháu nâng cao lên kiến thức, nhận thức về giao thông, và cái thứ hai nữa là các cháu khi đã có cái bằng lái xe trong tay thì các cháu sẽ xác định được đâu là điểm đúng và điểm dừng của kịp của người được cầm điều khiển xe trên thực hiện giao thông trên đường. Các cháu đi rất ẩu, rất liều, chạy nguy hiểm lắm. Đôi khi nó đi nó còn bỏ cả hai chân, bắt chân của ngũ lên xe đi, còn thậm chí là mũ mùng bảo hiểm nó cũng không đội. Nói chung là các cháu nó là thiếu ý thức nhiều, nó không trả qua một cái trường lớp nào, thậm chí luật lủng nó không biết một cái gì cả, nên buộc phải cho chúng nó học. Nếu mà luật có hiệu lực thì em sẽ hưởng ứng cái phong trào đi học luật giao thông. Đây là một điều vô cùng cần thiết đấy ạ, tại vì để có thể trang bị cho mình những kiến thức am hiểu về luật giao thông. Đông đảo người dân, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh, những đối tượng trực tiếp phải thi bằng lái xe hạng A0 đều đồng tình và cho rằng việc thi giấy phép lái xe là thực sự cần thiết. Song một số khác lại cho rằng việc bắt buộc phải thi bằng lái là quá khó với học sinh. Em cảm thấy là bọn em chưa đủ tuổi thì cũng không nên thi ạ. Vì sao? Tại vì khi nào đủ 18 tuổi hoặc là khi sử dụng xe này thì chỉ cần giấy phép lái xe là được ạ. Em nghĩ là chỉ cần qua một cái lớp đào tạo thôi cũng là được rồi. Chứ giờ nếu mà yêu cầu có bằng các thứ ấy thì bây giờ cũng hơi quá, bởi vì giờ xe cộ cũng phổ biến mà. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh trung học phổ thông với các lỗi cơ bản như tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối nhưng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, dàn hàng ngang. Theo quy định hiện hành, vận tốc tối đa của xe đạp điện là 25 km/h, nhưng thực tế vận tốc tối đa có thể lên tới 40 km/h, ngang với vận tốc của xe máy đi trong nội thị. Do đó, vấn đề quan trọng là học sinh cần được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe, kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi bổ sung các quy định. Học sinh trên 16 tuổi khi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50 khối hoặc phương tiện có công suất động cơ điện không vượt quá 4 kW phải có giấy phép lái xe hạng A0 là cần thiết và đáp ứng yêu cầu thực tế. Dự thảo luật nêu phương án có thể miễn học đối với học sinh đã tham gia các khóa học tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ do trường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ xây dựng lộ trình cụ thể và khuyến khích xã hội hóa để phục vụ nhu cầu thi giấy phép lái xe A0 cho nhóm đối tượng này một cách phù hợp. Thiết nghĩ, để tổ chức cho học sinh học bằng lái xe A0 đảm bảo thực chất, ngành chức năng cần phối hợp với các nhà trường xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với sức khỏe, trình độ và thực tế học tập của đối tượng này. Thưa quý vị và các bạn, ngã tư Bixi vốn là một điểm phức tạp về tình hình an toàn giao thông. Tại đây thì các cột đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động tốt và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng thường xuyên túc trực để phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm. Tuy nhiên thì chỉ cần sơ ý một chút thôi, tai nạn giao thông cũng có thể xảy ra. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây là một ví dụ về cái tình hình mất an toàn giao thông tại đây và cũng là một lời cảnh báo để chúng ta tham gia giao thông an toàn hơn khi qua điểm giao cắt này.
Hình ảnh từ camera cho thấy xe tải đi với tốc độ khá lớn và đột ngột rẽ phải đã tông vào người đi xe đạp đi cùng chiều.